Chị ơi, cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ tôi hát đó, em hiểu không? Dạ, em xạo hiểu. Cái đó là Linh tự suy diễn. Trời, sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. À, em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết. À, khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. À, vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Xin mời nhà gái. Để đây mà đây. Mời bạn nam. À, em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào em gái bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Tài. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là em đang phụ trách bộ phận kinh doanh của một công ty về lĩnh vực trang trí nội thất thiết bị điện ạ. Em làm ở Tân Bình ạ. Nhà ở đâu? Em ở Vĩnh Lộc. Rồi, mời đàn gái. À, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia, em chào tất cả mọi người. À, em tên đầy đủ là Trần Hạnh Hằng. Năm nay em 26 tuổi. À, hiện em đang làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực và marketing tại một công ty về thực phẩm. À, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 1, sống ở quận 9 ạ. Ta đem đây ta đầy đủ dễ sợ luôn đó. Bạn gái cho tôi biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mọi môi trường thì em nghĩ là em có thể hòa hợp được rất là nhanh. Em thì là rất là tôn trọng cái ý kiến của mọi người. Thường thì em không có thích tranh cãi cũng như là tôn trọng ý kiến của người khác. Nên vì vậy là đối với em là trong mọi thứ là không có thắng thua gì hết. Chỉ là ý kiến của mỗi người khác nhau thôi. Thì mình làm sao đó để dung hòa. Cái em nghĩ đó là ưu điểm của em. Cái này hay điểm, đó em. Điểm chưa mạnh của em là về cái việc cầm kỳ thi họa thì em không được tài giỏi cho lắm. Và ngoài ra thì em có cái tính là hay quên. Em quên cái này quên cái kia rồi. Nhưng mà em nghĩ cái đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Tại vì là mình ít thù dai, ít giận dai. Quên lẹ đúng không? Dạ. Còn bạn nam bên kia thì sao? Ưu điểm của em là người tự tin, quyết đoán, có lập trường, sống có mục tiêu, định hướng rõ ràng. Và em cũng rất là thoáng, không có chi li tính toán ạ. Điểm yếu của em thì em là một người sống về lý trí. Cho nên là em bị khiếm khuyết về cái mặt cảm xúc. Đó là em không có khiếu hài hước. Em ít lãng mạn, ít bộc lộ cảm xúc, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vậy đó. Không hả? Thường bị cái đó đó. Dạ, theo anh nghĩ thì cảm xúc đó có thể bồi dưỡng thêm nữa ha. Dạ vâng. Tình trường của em sao, em đã có người yêu chưa? Về kinh nghiệm tình trường thì em vẫn là con số 0 tròn chỉnh chị ơi. Chị cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ tôi hát đó, em hiểu không? Dạ, em xạo hiểu. Cái đó là Linh tự suy diễn. Trời, sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. Chào em. Dạ, em chào chị. Hôm nay nhìn chị xinh quá. Xin lỗi, chị cảm ơn em. Đó, như vậy là có cảm xúc đó. Nói em là... Dạ, em cảm ơn chị ạ. Đối với người con gái đó, nói chung là người ta yêu bằng cái lỗ tai đó, em hiểu không? Cho nên là chị nói em chút xíu nữa, ví dụ em có gặp bạn gái bên đây á, thì em hãy dùng những cái lời lẽ tương tự như vừa rồi để mà em ứng xử, nghe chưa? Dạ. Dễ thương quá à. Đó. À, được á. Em chưa yêu ai bao giờ luôn? Dạ, chưa có mối tình chính thức, nhưng mà mối tình đơn phương thì cũng được một rồi. Cái người kia có biết em yêu người ta không? Có, em có tỏ tình mà. Nhưng mà sau khi tỏ tình xong thì bạn đó chia tay em luôn. À, đúng rồi. Lãng trời, phải nói sao chứ tự nhiên nó vừa mới tỏ tình tao nó chia tay luôn hả? Thì cái bữa đó là sau khi nhiều lần mà em đã đi chơi với bạn cũng như tặng quà rồi, thì bữa đó là em quyết định là em sẽ tỏ tình. Thế là em cũng lên kế hoạch cũng chu đáo lắm. Em cũng mua bó hoa, con gấu bông, đón bạn nữ đi ăn, đi uống cà phê. Rồi khi mà nói chuyện một lúc cái em xin bạn nữ cho em nắm tay. Bạn cho em nắm, thế là em nghĩ trời, kiểu này là dính chắc rồi. Bước 1 thành công, em chuyển sang bước 2 liền. Em tỏ tình với bạn. Giống như mấy trong phim ấy anh, thì cũng là em là bạn gái của anh nha. Em chỉ biết nói như vậy thôi. Bạn nói sao? Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết. Bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện cũng rất là vui. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn. Bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi. Mà em thì đem đâu chấp nhận vị trí số 2 được. Em là một là số 1, hai là không là gì của nhau cả. Bây giờ hôm nay mới có cơ hội gặp bên đàn gái đúng không? Em sẽ không hối hận đâu. Bên gái nhà tôi hơi bị được đó. Em có người yêu chưa?
À dạ đương nhiên là nếu như mà có người yêu rồi thì không tham gia chương trình rồi anh. Em có mấy mối tình rồi? À dạ khi em học cấp 3 thì em cũng có mối tình gà bông dễ thương là kỷ niệm đẹp. Em có quen một anh lớn hơn nhưng mà do là môi trường làm việc của hai anh em khác nhau nên hai anh em từ đó là không có tiếp tục nữa. Dạ. Tới giờ luôn. Dạ tới giờ luôn. Về công việc của em hiện giờ em cơ sở vật chất em tới đâu rồi? Trời ơi. Ra cái khoảng thời gian vừa rồi em không quen bạn gái, không phải là em không gặp những cô gái đẹp mà bởi vì có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi. Thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống, em phải làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực ngành nghề mà mình thích. Đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại. Thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này. Rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa, nói cho bà mối biết em. Hiện tại thì công việc của em cũng đã ổn định rồi và em nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này. Hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ? Công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra. Tức là công ty em làm chủ, em làm chủ đúng không? Dạ có thể nói như vậy ạ. Đàn trai chủ một công ty. Thấy chưa? Bây giờ tôi... Ủa ông làm gì ông có sừng sổ. Em ơi, bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình á, em nói về quan điểm của em đi. Dạ thì hiện tại á, công việc của em nghĩ là khá ổn định. Mà em quan điểm của em á, là con gái thì phải độc lập, không thể nào mà dựa dẫm vô một người. Ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ, nhưng không phải là người để mình dựa dẫm. Sao? Nói chung là hai bên là cũng 1 9 1 10. Em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào? Em mong muốn có một số cái tiêu chí lý tưởng. Thứ nhất là bạn trai không hút thuốc. Em không hút thuốc ạ. Thấy chưa? Không hút thuốc. Thứ hai là bạn trai không có, có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt. Nó khác biệt nhau. Dạ cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán. Dạ thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết, nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ. Được không em? Câu này nó hơi trừu tượng chút xíu ha. Dạ không, em chắc cũng không. Rất là điềm tĩnh chị. Lâu lâu cũng khoe một chút em. Xin lỗi, bên đây cũng chủ công ty à. Không, nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn. Tại vì nãy mà khui cho nhiều, khui thiệt là khui ra. Thậm chí Linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ. Chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang. Và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng. Tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau. Có gia trưởng không bé? Dạ không, em rất là tôn trọng những người xung quanh mình. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào, từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? Em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao như vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè. Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ. 1m65 cưng ơi. Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối. Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào, nói luôn cho đàn gái nghe coi. Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc. Đó là bạn là một người người sống tình cảm, biết quan tâm chăm lo đến gia đình, vui vẻ hoạt bát, dễ gần và biết nấu ăn. Có hết. Chị có cái vụ nấu ăn biết nấu không? Dạ biết nấu nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi. Mà nói nấu cơm ăn, gia cơm đình gia là đình ok thì... đúng không? Dạ. Còn về ngoại hình thì chiều cao em nghĩ là từ khoảng 1m55 trở lên thôi. Dạ em dương. Hơn em. Dạ, mình nhiêu, mình nhiêu nè? Dạ 58. Tới 58 lận. Tới 58 lận. Da trắng. Có trắng. Có luôn, có luôn. Tóc dài. Chút đỉnh. Có hơi dài dài. Dáng người mảnh khảnh. Rồi, có luôn. Trời ơi. Mặt thân thiện. Quá thân thiện. Quá thân thiện luôn. Dạ như vậy là đủ rồi ạ. Thôi bây giờ là mình có thể hỏi người. Trời ơi. Hỏi coi bên đó đi với ai. Dạ hôm nay em đi với mẹ, với lại chị gái và bạn em, bạn thân em. Trước hết là xin chào hai em sinh duyên dáng của chương trình, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hành Hằng. Ba mấy phút vừa rồi nghe như lời của cháu trai bên này á. Con trai mà có tự tin, cầu tiến như vậy là cũng ok. Thôi đến tuy để cổ vũ thêm tinh thần cho cháu Hằng thì tôi nhường lời cho chị của nó. Dạ, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ, em là chị gái của Hạnh Hằng. Thì thấy là bạn trai bên đây thì khá là điềm đạm, đỉnh đạt. Nói chuyện thì cũng là khiêm tốn chứ đó Hằng. Chị thấy là được. Chị nghĩ rằng hai em sẽ hợp với nhau. Rồi, cảm ơn gái. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình thì có chị dâu của em, một cô bạn thân thời đại học và một người bạn thân từ cấp 3.
Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả. Chị thấy bạn gái bên này thì rất là xinh, dễ thương, nhìn thì cũng rất là thân thiện. Được hay không là do hai em tìm hiểu với nhau. Mà mình thấy Linh có để ý, Linh thấy một bạn 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 nam đúng không, bạn thân, rồi bạn nữ bên đây cũng là bạn của Tài luôn, mà bạn nữ này cũng khá là xinh xắn luôn. Ủa bạn nữ có bạn trai chưa? Chưa hả? Ủa dạ, đầu tiên thì em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là bạn thân của Tài cũng được 10 năm rồi. Hai bọn em quen nhau từ thời sinh viên á. Nhưng mà có lẽ là bạn thân nói chuyện tâm sự với nhau nhiều quá chắc không yêu được. Với lại từ xưa tới nay em với Tài biết nhau, chơi với nhau chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc là sẽ quen, sẽ yêu hay sẽ gì hết á. Chị nghĩ là bạn bè thôi ạ. Có khi có những thời gian... Uống trà sữa. Cà phê thôi, lâu lâu thôi. Có những khi là hình như hơn 1 năm, gần 2 năm mới gặp. Tại em rất là quý Tài. Ở cái đức tính của Tài rất là tốt. Em thấy bạn nữ bên đây sao? Em thấy rất là hợp với bạn em. Em nghĩ là hai bạn có thể cho nhau cơ hội. Biết đâu bạn em có mối tình đầu. Hay quá. Mở rào. Quay qua kìa cưng. Chào em. Dạ, em chào anh. Đến với chương trình thì anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thật ra là có hai món quà lận, chứ không phải là một món. Món đầu tiên là một cuốn sách mà gần đây em đọc. Thì nó nói về trải nghiệm của một người trong cái suốt hành trình của người ta. Thì em nghĩ em có nghe nói là 5 năm đầu tiên là anh muốn là để trải nghiệm. Thì em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này để cùng chia sẻ với em nếu như có thể. Món quà thứ hai em có là hai cái phong bì này. Nhưng mà anh có đồng ý tham gia với một trò chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, thì em nói luôn, hai phong bì này sẽ là có một phong bì coi như là rất là cực kỳ may mắn và một phong bì là chưa được may mắn. Có thể là nói như là một phong bì bấm nút và một phong bì không bấm nút. Anh có chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ. À vậy thì anh hãy chọn một trong hai cái món quà này. Coi như cái phong bì không bấm nút rồi nha. Dạ. Không, em nghĩ là với cái tính cách của anh và với cái sự tỏa sáng này của anh thì em nghĩ là may mắn nhiều hơn. Anh có thể mở ra bây giờ khoan chơi được không? À em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết. À dạ, dạ rồi. Gái bên kia anh sẵn sàng để mở chưa? Được, anh sẵn sàng rồi. Dạ, mời anh. Anh hồi hộp quá. À, khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. À vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Cảm ơn em vì món quà này. Anh cũng muốn nói về một ít về cái món quà của anh. Em mở ra đi, mở ra đi cưng. Em thích hoa chứ? Dạ, đương nhiên con gái mà. Đây là một bó hoa hồng vĩnh cửu. Màu tím, màu tượng trưng cho sự chung thủy, chân thành của anh dành cho em. Hy vọng là em là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối của anh. Trời ơi. Bó hoa này thì gồm có 11 bông và ý nghĩa của 11 bông này là một đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Hy vọng là nếu mà sau chương trình này chúng ta có duyên với nhau thì những cái lần hẹn hò tiếp theo anh có thể nhìn thấy em mãi xinh đẹp giống như bó hoa này. Dạ em cảm ơn anh nhiều, rất là ý nghĩa. Sau khi mà em nghe anh chia sẻ thì em có suy nghĩ hay là có cảm nhận gì về anh không? Khi mà em ngồi ở bên này lúc mà cái rào che qua thì em có nghe mọi người giới thiệu cũng như là anh giới thiệu về bản thân á. Thì em nghĩ là sau cái lời chia sẻ đó thì em nghĩ là anh là một người rất là cởi mở cũng như là vui vẻ. Chứ không phải là như anh nói là anh không có hài hước. Em nghĩ là anh rất là vui vẻ với mọi người. Nên vì vậy là em hy vọng là mình sẽ duy trì được cái sự vui vẻ đó trong ít nhất là bữa nay. Cảm ơn em, anh rất là vui khi nghe em nói điều đó. Lúc nãy khi mà nghe giọng nói của em cũng như là cách mà em chia sẻ thì anh cũng đã có cái sự mường tượng trong đầu về cái hình ảnh của em rồi. Chỉ là thiếu gương mặt của em thôi. Hiện bây giờ thì cái hình ảnh đó đã rất là đầy đủ rồi. Dạ. Em có một đôi mắt rất là đẹp, nụ cười duyên và một cái khuôn mặt rất là thân thiện. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Quan điểm về chăm sóc gia đình thì sao hả anh? Chăm sóc gia đình thì anh nghĩ đây là vấn đề chung của cả hai. Anh sẽ phụ em phần đó và anh sẽ rất vui vì điều đó luôn.
Em nghĩ là mình cùng san sẻ chứ không phải là chỉ phụ thôi ạ. Chắc chắn là như vậy. Rồi con trai hay là con gái? Đối với em thì sao? À, đối với em thì là nếu như mà con gái thì ăn diện đồ thiệt đẹp, còn con trai thì rất là mạnh mẽ, nên em không quan trọng là trai hay gái. Không biết là mình có quan trọng không anh hả? Đối với anh thì anh không quan trọng là con trai hay con gái, chỉ cần là tụi nó sở hữu cái sự tự tin, quyết đoán của anh và sự thông minh xinh đẹp của em, như vậy là được rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ mình hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để trao cảm xúc cho nhau đi. Mình yeah. tiến tới mình nắm tay bạn gái mình hát một bài gì đó. Anh cũng có chuẩn bị một đoạn nhạc. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tin yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dẫu yêu có mơ về anh. Giọng hát rất là dễ thương. Lại đi cưng. Nếu vậy thì là em sẽ đáp tiếp là cái bài hát này luôn. Anh Ha. Dạ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa nhau dù cho bao đắng cay. Dạ, hay quá, đúng không thầy? Từ bây giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau, cũng đã nói lên cái quan điểm của mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình đi. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Rồi, nắm tay được rồi đó. Tôi nghe bên đây cạch là tôi vui ghê lắm. Mà tại vì tôi biết cái bên kia cạch trước nữa. Hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép bác và gia đình cho con gửi cái nụ hôn đầu tiên của con cho em Hằng. Anh xin phép nhé. Em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Không, có anh tự nguyện mà đâu. Tự nguyện mà. Không, hai đứa dễ thương lắm á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Thôi, nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Ok. Dạ. Xin mời nhà gái. Thôi mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Phạm Minh Phương. Em năm nay 25 tuổi và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương làm gì Phương? Em làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô. Quê em ở đâu Phương? Dạ, em đến từ Bình Phước. Bình Phước, nhưng mà làm tại quận mấy? Làm ở Thủ Đức. Thủ Đức. Làm tại Thủ Đức mà quê ở Bình Phước, còn em? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia. Chào quý vị khán giả, con tên Kim Ngọc, 26 tuổi, đến từ Tây Ninh. Con hiện tại đang làm giáo viên dạy kèm môn toán và môn hóa cấp 2. Sao cầm cái tờ giấy gì vậy? Dạ, con sợ con run quá, con quên nên con viết lại. Gì? Dạ.
Sao viết dài sọc vậy hả cưng? Cưng ghi gì trong đó vậy? Dạ con ghi mấy cái ưu điểm khuyết điểm. Trời ơi. Rồi đọc luôn đi thôi con. Thôi vậy sẵn mình đọc luôn đi cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau. Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Còn gì nữa không? Dạ hết. Hết mà dài sọc vậy luôn á hả? Mai mốt đi gặp người yêu con viết một dọc luôn, muốn hỏi gì, muốn nói gì, tình yêu sao, viết một dọc để tới đó khỏi quên nha. Dạ. Rồi có thích ca hát, ngâm múa hay là thích làm thơ, thích theo thùa gì không? Dạ, con có làm bài thơ nói về bản thân của con. Ồ, rồi đâu, con đọc luôn đi. Này con nhờ chú Quyền Linh đọc cùng con. Trời, nhờ chú hả con hả? Sao đây. Ông có sẵn lòng không? Ông mai mối ơi. Có sẵn lòng luôn. Trời ơi, thằng gái xinh hả? Để chú con. Rồi con cứ ngồi đi coi. Thơ: thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đầu ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Trời ơi, chữ cô giáo đẹp, đẹp quá. Quá theo cô thì con cứ giữ cái này, xong chút xíu nữa nếu như mà con mở rào ra đó ha, con nên tặng cái này cho cái bạn trai bên đây. Đẹp quá à. Cô giáo à. Ồ, để tôi coi đàn trai. Đàn trai cũng hương trời sắc nước. Thôi nói chung là hot, ngày hôm hot boy nay, hot boy và hot girl ha. Đúng rồi. Bạn cảm nhận như thế nào khi mà bạn thấy một cái tờ giấy mà với một cái lý lịch trích ngang, nét chữ thiệt là đẹp, thiệt là mong manh, thì bạn cảm nhận cái cô gái bên đây như thế nào? Cảm nhận của con là cô gái đó là một cô gái rất là chu đáo á. Rất là chu đáo, đúng rồi. Cẩn thận, chu đáo, đúng vậy. Rồi, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho bên đàn gái người ta biết luôn đi. Dạ, bình thường thì con rất là tự tin. Con nhanh nhẹn với con ham học hỏi. Ví dụ mà ở trong nhà có đồ gì hư hỏng thì con cũng mềm mò sửa được. Giỏi. Còn điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên, giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào, giờ chào đi con. Dạ. À, con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Ấy, như là rất là hay quên luôn. Cái này mà về gặp ông bà già vợ mà quên chào là mệt lắm nha. Bạn bên kia tên gì? Con quên bạn bên kia tên gì luôn rồi. Con nói lại cho một cơ hội cho bạn đó nhớ từ đến cuối giờ nè. Dạ. Em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc nhớ dạ. Nha, Kim Ngọc nha. 25 tuổi con có mấy mối tình địa phương? Dạ, con trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? 2 năm chú. Mối ngắn nhất là? Ngắn nhất là được 2-3 tháng thôi. Trời ơi, nhưng tại sao lại chia tay? Dạ, do khi mà học xong rồi ra trường thì xảy ra nhiều vấn đề rồi hai bên bất đồng quan điểm. Thực ra là với một người thanh niên 25 tuổi thì cái quan điểm nó cũng chưa phải là bất di bất dịch lắm đâu. Cho nên là có thể là con sẽ gặp một người nào đó, cái tình yêu, cái tình cảm nó đủ lớn để mà con cảm thấy cần phải đồng quan điểm với người mình thương. Chúng mình sẽ bày tỏ cái quan điểm của mỗi đứa cho hiểu nhau nhiều hơn nha. Còn con thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ con chưa có mối tình nào. Con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào dạ. Luôn. Thậm chí là yêu đơn phương cũng chưa có luôn. Dạ đúng rồi. Cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi, điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Có cần đẹp trai không? Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước, cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy giờ còn đâu. Trời đó ơi. Nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Biết ai không? À, dạ rồi. Chú. Đó, mà để nè, để sát con thấy giống hơn á. Trời ơi, không ngờ hồi xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Nhưng mà bây giờ hôm nay con đẹp trai hơn. Yên tâm, con trắng trẻo hơn chú ha. Đẹp trai nha con. Dạ. Không phải đùa đâu, đây là hot boy đó. Rồi, bây giờ thế này nè.
Mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao. Đúng rồi. Mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Ừ. Rồi hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với chị của con. À rồi mời chị. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ chào khán giả ở trường quay. Dạ Ngọc thì từ nào giờ bạn đó nhút nhát với khép kín lắm, nên bởi vì từ đó chị cũng chưa có quen ai. Dạ theo chị thì chị thấy bạn trai bên đây cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Chị nghĩ là em nên cho bạn bên đây một cơ hội. Dạ để hai em tìm hiểu nhau. Dạ. Không phải nhút nhát đâu, vấn đề đi tìm cái hình tượng mà mình chưa có. Mà hình tượng này cũng khó tìm lắm á. Dạ. Em trai đi với ai? Con đi với mẹ với ba người bác ạ. Bác à, Yến, bác Mỹ với có mẹ, bác Mai. Xin mời cô có vài ý kiến nè. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC mát tay. Dạ. Xin chào khán trường. Chào bên là gái. Tôi là bác gái của cháu Phương. Hôm nay cháu được chương trình mới đến đây thì cũng muốn cho cháu kiếm được một người bạn để kết bạn trăm năm cho nó vững bền. Thấy cháu đây cũng đẹp, cũng xinh, dễ thương, giống mẹ chồng. Cao cao giống mẹ chồng. Bác nói với Phương là cháu gái bên này, em gái bên này coi cũng được đấy. Thì hơi cháu cứ tiến tới từ từ đi rồi tìm hiểu nhau rồi tiến tới hôn nhân cho nó tốt đẹp. Dạ. Xin cảm ơn. Còn mẹ sao? Rồi, mẹ ơi, nói câu đi. Mẹ thấy dạ, sao? Chào, chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân và chào toàn thể quý vị trong trường quay. Ta thấy cháu gái bên đây cũng xinh, cũng hiền. Còn về tìm hiểu thì do hai cháu quyết định. Dạ, rồi dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi, thằng lưu cái lý lịch đó đi. Rồi, tặng quà cho nhau đi. Trời nhiên. Anh có cái cây này là vật dụng mà anh đặt trên bàn làm việc tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rất là dễ thương. Đến với chương trình em cũng có món quà tặng cho anh là chiếc đồng hồ để bàn. Dạ, cảm ơn em. À, với nghĩa là cho dù thời gian có thay đổi, anh vẫn lưu giữ khoảnh khắc ngày hôm nay. Cảm ơn. Chúng ta cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Bây giờ con nói thử xem là bạn này có giống như trong cái đầu óc con hình dung không? Ừ. So với cái phiên bản Quyền Linh á thì được bao nhiêu phần trăm? Chắc 70%. 70% à, dạ. Cảm nhận đi. Sao nè, hai đứa nói chuyện đi. Cảm nhận đầu tiên thì con nói là con thấy cô gái rất là dễ thương, trên sức tưởng tượng của con. Trên sức tưởng tượng đúng không? Vâng ạ. Anh muốn hỏi là kiểu tình yêu lý tưởng của em là như thế nào? Em nghĩ tình yêu lý tưởng là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau. À, tại vì trong khái niệm của anh thì có kiểu như là mới gặp đã yêu, rồi thân thiết lâu rồi yêu. Dạ. Rồi hoặc là theo đuổi nhiều quá nên yêu. Dạ. Em thích kiểu nào? Em chưa suy nghĩ mấy cái kiểu tình yêu đó nên em chưa trả lời được. Con có thiện cảm với anh không? Dạ có. Nếu như mà sau chương trình này mà cả hai chúng ta bấm nút chọn thì em có muốn tối nay đi chơi không đâu? Dạ, tối nay em có việc bận rồi nên em không đi được. Bữa khác, theo đuổi. Dạ. Theo đuổi hoài, hẹn bữa nay không được, hẹn bữa kia, dạ, dạ. Kia không được, hẹn bữa kia, kia không được, bữa kia nữa. Dạ. Hẹn chừng nào được thì thôi, đã yêu là phải hẹn, cố gắng hẹn cho bằng được. Phương hỏi bạn đi, bạn thích gì? Em thích màu gì? Dạ, em thích màu hồng phấn. Anh thích màu tím, anh thích màu tím. Dạ. Không, con thích màu tím chứ con không xài cái gì màu tím. Chú Linh thích màu tím mà con. Chú thích màu tím mà chú không mặc màu tím. Và mỗi nhìn màu tím mình cảm thấy thoải mái, con dạ. Thích. Tại vì màu tím cũng là màu chung thủy. À, anh nghĩ anh cũng là một người chung thủy. Tại vì bình thường mà ăn món gì ngon là anh sẽ ăn hoài. Rồi, có thể hát tặng bạn gái một bài đi. Dạ. Bước tới, nào, nhìn nhau mà hát, truyền cảm xúc cho nhau. À, con muốn dành tặng bạn bạn Minh Ngọc bài Lời Yêu Thương. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa nở và mặt trời của miền nhiệt đới buông trên vai em trần cho anh mơ màng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày dài chết rồi. Những ngày cái này con tập hè, một tuần rồi đấy mà vẫn thất bại vậy.
mình đứng lên mình đối đáp lại đi con. Bây giờ con chỉ biết làm thơ thôi. Bài thơ này là nói về bản thân của em. Có tựa là bông hoa nhỏ, thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày được ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Cái gì dài ăn sao quá trời là cái gì vậy? Dạ, con viết cái giới thiệu về bản thân con. Dạ. Trời, dài dữ vậy đó hả? Chút xíu tặng bạn. Chút tặng bạn đi. Dạ, để tặng luôn đi để về nghiên cứu. Dạ. Chữ đẹp ghê không? Chữ đẹp quá. Đó. Thôi bây giờ trở về ghế ngồi đi nào. Đúng rồi. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm, nhắm mắt lại các bạn. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, trái tim mình có rung động hay không. Kiểm tra thật kỹ các bạn nhé. Bởi vì khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, suy nghĩ cho kỹ, sau 3 tiếng đếm. Bắt 1 đầu. 2 3 Hết thời gian. Wow. Bấm rồi. Làm như Ngọc hồi hộp quá. Bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Xin phép luôn. Xin phép hôn nụ hôn đầu tiên luôn đi con. Xin phép chị cho em hôn bạn gái. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đó là một bộ sản phẩm. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Yeah. Có chí cầu tiến cao và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi, vậy quá tốt. Về khuyết điểm thì chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Mời nhà còn gái. Em ưu điểm thì em bản thân em là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ. Khuyết điểm của em á thì giao tiếp thì em không phải là một người chủ động, nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sóng được. Còn khoảng nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế nguyên liệu. À, tâm ở đây hả? Nấu ăn được mà. Dạ, dạ. Cái đó yên tâm đi, cái đó thì em làm được. Dạ. Em gái có mấy mối tình rồi? Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào? Dạ, chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống nó khá là đơn giản. Cứ gói gọn từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít. Bên đàn trai tò mò chạy qua coi. Dạ, em chào anh. Duyên dáng nha, mà rất có là duyên dáng. Năng động nữa. Có yêu đơn phương người nào chưa? Dạ chưa. Thì vậy ta, thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Vậy chứ giờ em thích cái gì? Em do em không có chủ động trong giao tiếp á. Nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm. Chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Coi bên đây sao nha. Dạ. Không biết sếp gì đây nè. Là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Dạ, em cho chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé? Cái công ty đó là của bé? Dạ, công ty của em luôn chị. Công ty của đàn trai luôn, trời tôi ơi. Tôi nghi rồi, cái thần thái này là tôi nghi là sếp của luôn. Em có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe coi. Dạ, em đã trải qua 2 mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn. Bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do. Ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng tạo dựng sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị ơi. Lý do gì em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm. Cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn. Nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì
ở Sài Gòn thì nhiều cúp giật quá này kia, người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận ăn trộm cướp. Nhìn mà em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên, biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên và hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Cưng nghe vậy cưng thấy sao cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Rồi con bé này sao nè, giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào? Dạ em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc. Tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy rồi. Có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À, này bé đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi chung với lại chị Hai và cô ruột ạ. Dạ, đó, nhìn chào chị Hai. Chào cô ạ. Nhìn chị Hai là ra em gái nha. Em xin kính chào quý vị khán giả. Kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô Sáu của cháu Hoang. Cô xin chào con. Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiền, yeah, có cái sự hiếu thảo. Đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm ơn. Cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ. Xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ. Và chào cháu gái ạ. Và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Tôi có một đứa con trai. Con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Cháu ạ, dạ, là phải làm dâu đấy. Có mối hai mẹ con. Việc gia đình cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á, thì các con á tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ con cảm ơn cô. Trời ơi, có ngại không? Dạ thật sự thì đạo hiếu là phải giữ, con không ngại cái vấn đề đó. Dạ rồi. Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ được đi. Đúng rồi đó. Đúng rồi bà mối, mở rào. Anh chào em. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp mặt là anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đi một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Anh cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát muốn tặng em nữa. Anh thì hát không hay nhưng mà em ơi lại gần anh nữa đi. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc. Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn anh. Nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn mà đó. Nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn đó mẹ ơi. Cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì... xúc động là vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ tức là dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Cảm người ta đưa coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm cái nhẫn chi? Đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái tình cảm ấy mà quỳ gối xuống đó. Một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn, rồi tôi với ông làm gì bây giờ? Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái em, nói đi. Sẽ lại gần nhau nắm tay nhau nói đi. Anh có cảm xúc không ạ? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái mà nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là một người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ, em cảm ơn anh.
anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ, em cũng mong được điều đó ạ. Trời ơi. Không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không, mà khi mà mình em thấy anh tự kinh doanh như thế thì cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Dạ. Khi có thời gian rảnh thì anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè, lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Khi mà trở thành một cái chỗ dựa một trong một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng mà khiến cho anh mệt mỏi không? À không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc, cùng nhau để vượt qua tất cả. Đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Bản thân em thì em độc lập từ nhỏ, em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và cũng có tính tự lập từ nhỏ, nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến hôn nhân được? Dạ, thì để xem tình cảm hai bên, hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hơi nhanh thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ, cái này chắc con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiều mình hưởng nhiều. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi, hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Xin phép cho em ôm em cái ôm chặt vô. Xin phép gì ở cô cho ôm em cái. Ôm chặt vô đứng yên nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao? Em trai thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không trai? Dạ muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Em trai á, cảm xúc đang rất là đồng đầy, tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Bạn không gái cần kia. Phải đếm gì đâu, đó hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ là một cái phạt thôi, không có. Thích chúng ta bấm luôn. Đó rồi đó, đó bấm gái. Rồi luôn đó, rồi xong. Em gái thích. Cuộc đời đơn giản như thế. Xin phép gì cho hôn? Gì cho cô cho hôn em? Dạ. Chị, mặc dù em ế nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ kiểu như mọi người là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Con thấy là chị này có vẻ là hợp với phòng khám của bên con hơn là hợp với bác sĩ chị. Ủa là sao? Em nói lại anh. Dạ dạ. Khi mà ngồi nhìn bạn nữ, chị nữ này á, có một cái vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn. À chứ không hợp bác sĩ chị đúng không? Dạ cái đó còn tùy bác sĩ chị nữa. Dạ. Thì mọi thứ nó sẽ nằm đằng sau cái màn đó. Thì để từ từ mình khám phá nha. Rồi, làm trai. Dạ. Yeah. Xin mời. Ở nhà em. Gái. Rồi mời em trai. Đầu tiên là em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ chào mọi người đang ngồi ở dưới. Em tên là Hoàng Thiên Minh Trị, 33 tuổi. Dạ em đang làm cố vấn y khoa cho một phòng khám về chuyên về da liễu thẩm mỹ. À. Dạ. Mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào bạn trai bên kia và tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Cẩm Chi, hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty là bất động sản. Em năm nay 28 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Quê thì ở Bạc Liêu ạ. Em ở quận mấy vậy? Dạ em ở Tân Phú ạ. Còn chị ở quận mấy? Dạ ở cũng gần sát bên á, ở Phú Nhuận. Phú Nhuận là về sát bên rồi. Dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái bên kia nghe luôn. Em thấy mạnh nhất của em á là dễ chịu. Còn điểm yếu của em á thì em hơi lì. Nhưng mà em thấy bởi vì cái gì nó cũng có hai mặt.
bởi vì em lì nên thành ra em mới có được cái sự dễ chịu kia. Ví dụ như bây giờ mọi người nói chuyện đó là khó vượt qua, khó làm được, nhưng bởi vì em lì em sẽ làm được chuyện đó. Mà nếu mà lỡ không làm được thì cũng không sao. Nhưng mà nữa có vợ nè mà chơi lì là mệt lắm rồi đó nha. Thì cũng mong là cái người bạn của mình đó họ cũng chấp nhận được cái chuyện đó. Em lì cỡ nào? Lì lắm, lì ghê lắm. Lì ghê lắm luôn hả? Lì lắm. Nó nói nhiều khi xíu nên Quyền Linh, ví dụ nói chuyện em đi chứ em không nghe lại không nghe. Ờ, em nghe em sợ không em? Không, lì gì về em dạy lại. Về em dạy lại. Rồi. Em dạy lại đúng không? Ừ. Đâu em nói luôn điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là dễ thích nghi, thấu hiểu á chị. Mặc dù em ế nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ, kiểu như mọi người là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Có chỉ tiết thủ trong công việc. Mà rồi em có điểm yếu gì không cưng? Chắc là cầu toàn. Tính tình có nóng hoặc có lì như bên bển không? Cái này là không biết là điểm yếu hay điểm mạnh, nhưng mà em cảm giác là em khá là ngoan á, cho nên là thường bị người ngoài bắt nạt, nhưng mà khi mà bồ em thì em bắt nạt lại. Thấy em ngoan vậy chắc không dạy nổi em rồi. Thầy cô bao nhiêu năm rồi, em học đại học rồi đời kia nữa, mà cả 20-30 năm không ai dạy gì hết trơn mà sao dạy nổi. Khó lắm. Nói nghe nè chị ơi. Dạ. Chị em còn chưa nhớ tên anh chị. Dạ. Chị á, em chị á. Bạn nghe thấy tên chị là em biết rồi, bên nào chị bên nào, bởi vì dạy khó lắm. Chị mà nó không có chữ bất ở đầu. Yeah. Đó, chừng nào mà có chữ bất thì mình mới dễ sợ, mình sợ đúng không? Dạ. Yeah. Chị không thôi. Em nhớ tên bạn này không? Dạ chưa, em nói nhỏ xíu à. Bây giờ tôi thắc mắc nè. Yeah. Bây giờ nhà trai như vậy mà lý do tại sao có mặt ở đây? Trước khi người ta nghĩ tới cách người ta chỉ mình, người ta quyết định bỏ mình rồi. Tới giờ mới ra giày. Ồ, tại vì bất trị quá đúng không? Ừ. Em cũng khó nhường, nếu mà vô lý là em không nhường đâu. Ờ. Em rất là thương cưng, nói chung là sẽ yêu thương đó. Ví dụ xài khổ nhục kế là em có nhường không? Ví dụ giờ ta không nói gì chứ ta khóc không? Có nhường cho xỉu luôn quá. Khóc với xỉu thì em ngồi bật ngồi em ngồi coi TV. Chị hỏi nè, em có mấy mối tình rồi? À, hồi xưa thì em cũng thiệt chứ em hay nói vậy nè, bàn tay bàn chân đếm là gần hết. Bởi vì thật ra thì nhiều với lại nó ngắn quá. Em gặp người nào rất là ghen, thật sự luôn. Tức là họ chỉ có vui thời gian đầu khoảng 1 tháng này, 2 tháng, cái tháng thứ 3 là họ bắt đầu ghen. Mà mình lúc mà ghen á là không khí nó ngột ngạt. Và em tính em không có chịu được ngột ngạt thiệt sự. Phụ nữ thì em thấy là đa số họ đều rất là kiểu như là thích mọi thứ phải trong tầm kiểm soát. Trong tầm kiểm soát, nhưng mà để kiểm soát người đàn ông thực ra rất là khó. Thực ra thì đàn ông nói dối, hay là đàn ông mà họ sinh tật hay họ giấu giếm, đa phần là bởi vì người phụ nữ họ quá là khắt khe. Cái kinh nghiệm của em thật ra là những cái của em nó bị ngang xương giữa đường gãy gánh, đa số là gì chuyện là đó. Như vậy thực ra như vậy là vài cái gian dở mấy chục cái lên đênh này đúng không? Yeah. Qua đây đi, qua đây nè, nhanh lên. Ê, cô bé anh rất là mong manh. Trời ơi, cái này là chỉ có xỉu thôi chứ không biết dạy kiểu gì nữa đó. Gương mặt rất là khả ái ha. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính thức và nhiều mối tình không chính thức. Có đếm đủ 10 ngón tay không? Chắc hơn rồi. Em không nhớ, nhưng mà có 2 mối tình chính thức. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 7 năm. Là trong vòng từ 7 năm đến nay thì em không quen ai nữa. Lý do? Cũng có nhiều người theo đuổi em, nhưng mà cái cảm giác mà họ mang đến cho em á, em không có cảm giác được an toàn á. Theo em thì cái con người mà em đang hướng tới là một chàng thanh niên như thế nào? Dạ, cái mẫu người đàn ông mà kiểu như là sẽ thu hút được em á, là phải kiểu như phải điềm tĩnh. Em không thích một người nói quá nhiều nhưng mà không làm được gì hết. Bây giờ anh thấy người bên đây điềm tĩnh không? Nhưng mà cái kiểu cũng chưa chắc anh, có nghĩa là muốn tạo thu hút với em mà. Tại vì khi mà gặp nhau, kiểu anh đã không nói, em không nói nữa thì sẽ không biết làm gì à. Anh muốn tạo niềm vui để thu hút em á ha. Dạ. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em còn muốn thêm điều gì ở người bạn trai của mình? Chắc là hiếu thảo. Suy nghĩ là khi mà một người đàn ông ngồi đó, khi mà người họ hiếu thảo với gia đình họ, thì sau này có khi mà lấy em về á, thì cái khả năng á, hiếu thảo với bên nhà em. Bây giờ bên kia đưa ra cái mẫu lý tưởng về em, có em cảm giác là em đáp ứng không bao nhiêu phần trăm? Chi ơi, anh nói chút xíu, em đừng nói anh nói nhiều nha Chi nha. Dạ. Dạ. Là có những cái điểm mà bạn đó nói thì nhưng mà đối với em nó cũng hơi chung chung. Ví dụ như gần nhất là em nghe hiếu thảo á, nó làm sao em? Khi mà em yêu anh lâu ngày thì em sẽ tự cảm nhận được anh là con người như thế nào á. Ừ, tại em biết sao, anh cũng coi chương trình một vài tập á, thì anh thấy ví dụ như một trong những sự hiếu thảo nhất á, là ví dụ bây giờ là cái mở màn ra, cái em thấy em cũng khoái anh,
anh cũng khoái em rồi. Cái mà má em nhất định không có chịu anh, kêu là anh nhìn chơi bời quá, anh nhìn lông bông quá, hoặc là anh nhìn như vậy thì cái cuộc đời em có vẻ là không có ổn định như em mong muốn á. Thì như vậy thì nếu em hiếu thảo là coi như em sẽ bỏ anh không? Không, thật ra là ba mẹ em rất là muốn em có bồ. Em xin bật mí với mọi người, với lại chị Hồng Vân, với anh Nguyễn Linh và anh bên kia luôn. Chưa nhớ tên anh luôn hả trời? Không, em nhớ tên nhưng mà cái kiểu em muốn kêu vậy. Thì mẹ em kiểu như là rất là sợ em bị lét. Là ngày nào gọi điện cho em là cũng là hỏi là hôm nay có bồ chưa. Mà ngày nào cũng gọi cái kiểu như là chỉ cần ra ngoài đường có bồ là được. Nói chung là bà thầy bói nói là tháng 11 này em sẽ có hỷ sự. Thế là mẹ em cứ đếm từng tháng là sắp đến tháng 11 rồi, sao chưa có bồ nữa, thì chừng nào có đám cưới rồi này nọ. Bị ế là mẹ em cũng muốn em lấy chồng, nhưng mà chị muốn hỏi là bây giờ nếu mà mẹ em không chịu chị, mà em rất là thương chị thì em sẽ hiếu thảo hay là em... Ý anh là hiếu thảo là vậy đó, chứ không phải là đặt trường hợp vậy. Ví dụ như mình hiếu thảo là mình cứ phải có mẹ mình, cha mẹ mình nói gì là mình nghe hết không? Ý anh vậy thôi. Anh thì không nghĩ anh là bất hiếu. Ví dụ như ba mẹ anh, tức là ba mẹ nhiều khi chị Hồng Vân anh Nguyễn Linh biết là thế hệ xưa đó, thì trong cuộc đời của em thiệt sự, ví dụ như em nói là bây giờ em không phải là quá là thành công hay là gì, nhưng mà nếu mà em chỉ nghe lời ba mẹ em thì em cũng không được như bây giờ. Trong cái chuyện tình duyên cũng vậy, trong lịch sử ba mẹ cũng sẽ có nhiều cái mối chọn là thích với mình, nhưng khi mà em thấy là không phù hợp thì em cũng không có đồng ý. Anh không biết là nếu tính của anh như vậy có hiếu thảo hay không, có hiếu thảo hay không? Dạ theo em nghĩ cái kiểu như anh chị là anh chị có chính kiến riêng chứ không phải là không hiếu thảo. Bạn đàn gái đi với ai? Em đi với ba người bạn thân của em ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Khôi xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả các bạn khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thì Cẩm Chi là bạn thân của Khôi ở trường đại học. Thì Chi ơi, Khôi thì Khôi cảm nhận chàng trai bên đây là một người đàn ông rất là cởi mở, vui vẻ và phóng khoáng. Khôi nghĩ là khá ổn, nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Chị đi với ai? Anh lộn tên em nữa rồi. Em đi với lại em trai của em. Em ruột. Dạ không, em nói chung là một cái mối quan hệ rất là lâu rồi, bởi vì em đã làm trợ lý cho em trong suốt thời gian qua. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con là Trọng Duy, là trợ lý của bác sĩ Trị. Thì nãy giờ khi mà con ngồi con nhìn thì con thấy là chị này có vẻ là hợp với phòng khám của bên con hơn là hợp với bác sĩ Trị. Ủa là sao? Em nói lại anh. Dạ. Khi mà ngồi nhìn bạn nữ, chị nữ này á, có một cái vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn. À, chứ không hợp bác sĩ Trị đúng không? Dạ, cái đó còn tùy bác sĩ Trị nữa. Em nó hay nói, anh biết người lớn xong nó xài từ an toàn á, cái từ đó không có tích cực lắm đâu. Bởi vì khi mà mình làm mình không có nghĩ để gì mới á, thì em mới kêu là thôi tụi em an toàn quá vậy, sống an toàn hoài vậy làm sao mà thì phát triển. Giờ đó an toàn là sao? An toàn sao này kỳ quá, nói vậy liền. Thì mọi thứ nó sẽ nằm đằng sau cái màn đó, thì để từ từ mình khám phá nha. Vân thấy mở rào được rồi đó, cái ca này hơi đặc biệt á. Rồi nào, mở rào. Đừng có qua khám nha bác sĩ. Bắt đầu đi. Cái này là quà. Anh mở ra đúng không? Anh mở ra đúng không? Sách, em đúng là cô gái văn chương rồi. Những chuyến tàu mùa hè. Bên trong này. Ồ, có một cái thiệp. Có một cái thiệp nữa, đúng rồi, anh thấy có cái thiệp. Đây, cái thiệp đây. Ở trong, anh mở ra. Ok. Cái này cũng giống em lắm nè. Đây. Anh đọc đi anh. Dạ. Xin chào, rất vui được gặp anh trong những tháng ngày bình yên và tươi đẹp này. Gửi tặng anh quyển sách em thích và những chuyến tàu mùa hè sắp tới của em. À, cảm ơn em. Anh thì là có một cái món quà nhỏ nhỏ xíu. Anh không an toàn cho tới thời điểm này á. Thành ra là em cũng đừng quá ngạc nhiên khi kiểu món quà của anh. Nhưng mà em mở thử đi. Cái gì vậy? Ủa là sao? Là không có cái gì trơn hả? Không cũng được. Nếu mà em thì em nghĩ cái này là như thế nào? Ở trên đây có trái tim thì chắc em nghĩ là anh sẽ để trái tim của anh vô đây. Em suy nghĩ cách rất là văn chương. Khi mà mình gặp nhau ở đây, anh không nghĩ là cái thời gian ngắn ngủi của chương trình này
nó đủ để mình tìm hiểu. Anh nghĩ là với cái hộp rỗng này nè thì nó sẽ dành chứa đựng cái thời gian mà sau này mình có thể có nhiều cuộc gặp gỡ hơn. Và đặc biệt là anh sẽ mời em tới cái chỗ của anh để biết nhiều về anh hơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi hai bạn cứ trao đổi với nhau đi nha. Em chào anh. Mình mới ngồi xa vậy. Ok. Anh thấy em sao? Em là cô gái rất là xinh đẹp. Dạ cảm ơn anh. em bắt đầu, anh thường để cho phụ nữ bắt đầu câu chuyện trước. Em bị cướp. Kiểu như tại vì công việc của em thì hay đi, nói chung là em đi sự kiện đồ này nọ, cuối tuần đồ thì có ảnh hưởng. Ví dụ như là khi mà chúng ta hẹn hò thì sẽ tần suất gặp nhau thì như thế nào? Cái công việc của em thì thời gian rất linh động đúng không? Dạ không linh động ạ, vì em làm bất động sản á, cho nên là thường đi vào cuối tuần. Thì với anh thì cái chuyện với lại là ở nhà, kiểu như em ở trọ 10 giờ đóng cửa rồi, em đi phải đi rất về rất là sớm. Nói chung là rất nhiều cái gọi là trở ngại đúng không? Dạ. Thì anh cũng chia sẻ với em, thực ra là anh là một người bắt đầu có cái sự nghiệp riêng rồi. Dạ. Với anh không có làm gì hành chính. Thời gian đối với anh nó không phải là thời gian nó quá là trống, nhưng nó linh động hơn những người khác. Dạ. Nhưng mà khi mà yêu nhau thì em muốn là thời gian đầu là phải gặp nhiều. Anh nhường em. Còn anh khi... có thể gặp bất kỳ lúc nào em muốn. Dạ. Gần như mọi người nhiều khi nhìn anh họ tưởng anh là thất nghiệp đó chứ. Không sao. Anh có biết hát không? Một chút xíu. Thì anh có thể tặng em một đoạn cho một bài hát nào đó anh thích được không? Ừ. Bé em muốn nghe liền bây giờ không, hay là mình nói chuyện hồi nữa xong rồi tới lúc mà đỉnh điểm của cảm xúc thì anh hát cho em nghe. Em thích sao anh cũng nhường hết. Anh nói chuyện cũng được. À, anh hỏi em đi anh. Anh không biết là với em thì những cái chuyện đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của em, những chuyện mà được dự đoán trước do bà bói. Thật ra là không có ảnh hưởng, kiểu như em đi coi là do là mẹ em bốc về, có nghĩa là mẹ em kêu thầy bói lại tận nhà coi luôn là em đã vào cái thế bí rồi. Chứ thật ra em không tin. Nhưng mà lúc đó bà bói đó em còn nhớ bà kêu em cái người mà sẽ đi với em tới cuối cuộc đời đó là tuổi gì không? Dạ 5 tuổi. Tí, Thân, Mùi, Ngọ với Thìn. À mà anh không nằm trong 5 tuổi đó. Em nói em không tin, nhưng anh hỏi thì để biết là em còn nhớ không? Bởi vì ví dụ như cái gì anh không tin anh sẽ không nhớ, nhưng em vẫn nhớ tới 5 cái. Không, tại vì trí nhớ của em tốt. Nếu mà anh không nằm trong 5 tuổi đó thì em thấy sao? Không, thật ra thì kiểu như khi mà em yêu ai rồi là em sẽ gạt hết tất cả tiêu chuẩn của em. Thật sự thì em nghĩ nha, bởi vì anh thấy dạo này có một cái trào lưu á, phụ nữ không nên thông minh quá. Phụ nữ thì cứ ngu ngơ đi để cho đàn ông lo cho mình. Thì em thấy cái quan điểm đó như thế nào? Người ngoài nhìn vào thì cái kiểu như là sẽ không nghĩ là em thua đàn ông, nhưng mà em tự nhận xét là em cũng sẽ thua mọi người, nói chung là những người cũng có những người tài giỏi hơn em, với lại là mục tiêu kiểu như là kiếm chồng của em á là phải hơn em một cái đầu. Có nghĩa là em cũng phải là dựa vào họ. Nếu anh nói với em là anh chưa đủ để em có thể dựa hoàn toàn vào anh, em vẫn phải đi bán bất động sản mỗi ngày mỗi tháng, em vẫn phải chốt từ 2-3 căn hộ. Dạ em không phải làm sale anh. Hả? Em làm marketing thôi. À như vậy thì em phải có một cái áp lực là em phải hỗ trợ mấy bạn sale bán một tháng phải 10 căn hộ ví dụ vậy. À thật ra là em cũng là người độc lập, khi mà quen thì em cũng sẽ không cần bạn trai phải chu cấp toàn bộ cho em. Có nghĩa là em sẽ tự lo được, ngay cả chuyện mà khi mà em kết hôn rồi á thì em cũng sẽ không có cái chuyện là sẽ nghỉ ở nhà để cho chồng nuôi. À thì đúng là như vậy, đâu cũng cái điểm rất là hay. Lương anh chỉ độ 10 triệu đổ lại thì em nghĩ em có chọn người gì không? Cái đó là tùy thuộc vào anh có làm cho em muốn ở bên anh hay không thôi. Chị nghĩ là đã đến lúc mà tụi em phải trước là tặng cho nhau món quà về tinh thần. Anh cũng nói là anh chuẩn bị đó cũng kỹ. Hôm nay thì anh có một bạn theo đàn cho anh nữa. À, thật ra là anh muốn tự đàn nhưng mà anh sợ là lúc lên đây gặp em anh rung quá, anh đàn bị hư, anh sẽ hát tặng cho em. Dạ. Đây là một bài hát được viết bởi nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích. Có thể rất nắm tay bài, tùy theo cảm xúc nha em. Chớ là quên lời sao ta? Em đánh thêm vòng nữa đi anh quên lời rồi. Sắp rồi.
có phút trong bỗng thấy giấc mơ về em. Có lẽ mắt đó khiến anh không thể quên. Tiếng nói ấm áp vẫn cứ vang trong tim thương. Em đã xa rồi, không còn bên anh. Những lúc thức giấc chỉ muốn thấy em ở bên. Cho em vuốt khẽ mái tóc rối đôi bờ môi. Anh muốn rất muốn nói những tiếng yêu cùng em. Vì yêu là rất nhiều, vì yêu là yêu mãi. Nhưng chắc có lẽ những điều chờ mong sẽ không xảy ra. Khi em xa anh vội vàng bỏ xa hết tháng ngày qua. Em đang nơi đâu có nghĩ về anh dẫu chỉ vài giây. Dù thời gian vẫn cứ trôi theo tựa mây. Baby, hãy đến với anh một lần ôi. Hãy cho tiếng yêu anh trao người. Dù lần đây là lần cuối, anh sẽ nói hết cho mày. No. Hãy đến với anh một lần ôi. Và cho hết những phút sai lầm. Anh hứa trọn đời mãi bên em, chẳng khiến em buồn đau ơi em. Da 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 da. Hay ha, bác sĩ nhiều tài quá bác sĩ ơi. Em đã từng tham gia Vietnam Idol vào tới top 7. Wow. Vòng chung kết. Rồi. Thật sự là nói, thật sự thì chúng tôi đã dành thời gian các bạn rất là nhiều hơn những cặp đôi khác luôn. Để các bạn có thể trao đổi, để hiểu nhau nhiều hơn. Để tay nút bấm đó các bạn. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm. Dạ, em nghĩ là Cẩm Chi á là một cô gái rất là tuyệt vời và hiền lành. Em rất là an toàn. Thì anh nghĩ là một người như anh thì nó sẽ không phải là một cái chỗ dựa quá chính xác cho em trong cái cuộc đời hành trình dài sắp tới. Đó là ý kiến của anh. Cảm ơn bác sĩ, em đã nghiêm túc chính với trái tim của mình đó. Chi ơi, ở ngoài kia còn rất là nhiều bạn trai có thể bấm nút cho em. Yên tâm, em là cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng rất là thích chăm sóc về ngoại hình của mình. Bởi vì em rất là xinh thì anh sẽ có một cái gói đặc biệt dành cho em ở phòng khám của anh. Chỉ riêng em thôi. Chỉ riêng em thôi. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà